Những ngày qua, số lượng người mắc bệnh thủy đậu đến khám và nhập bệnh viện Gia Liễu Đà Nẵng tăng đột biến. Trong số này, hầu hết đều chưa qua tiêm phòng. Nhưng mà điều đáng nói là nhiều trẻ em có nhiều dấu hiệu của bệnh thủy đậu, nhưng vì gia đình chủ quan nên gây ảnh hưởng đến việc chữa trị sau này. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đã ghi nhận 400 trường hợp mắc thủy đậu, điều trị tại bệnh viện Gia Liễu, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các bác sĩ ở đây, bệnh nhân nhập viện điều trị không chỉ ở Đà Nẵng mà còn có các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, trong khi quy mô của khoa chỉ có 80 giường. Mặc dù đã kê thêm giường, nhưng bệnh nhân vẫn phải nằm ghép đôi, ghép ba, vừa chật chội vừa gia tăng nguy cơ lây chéo. Điều đáng lo là nhiều người còn chủ quan với bệnh thủy đậu. Sau khi phát hiện mắc bệnh, thay vì đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời, thì lại tự chữa bằng phương pháp dân gian, đưa đến bệnh viện quá muộn, chăm sóc không đúng cách, nên nguy cơ bị bội nhiễm và biến chứng cao. Các bác sĩ khuyến cáo hiện đã có vaccine ngừa thủy đậu, đề nghị các bậc phụ huynh đưa các con đến tiêm ngừa sớm, đúng theo lịch, tránh cho trẻ tiếp xúc với trẻ mắc bệnh. Khi phát hiện bệnh, phải nhanh chóng đến cơ sở y tế khám điều trị trong thời gian sớm nhất.